Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Các địa phương tập trung công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025. Dự án khu dân cư mới thôn Ngô Xá, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, 5 năm chưa có điện nước. Sốt nóng đất ở thành phố Hưng Yên và những hệ lụy. Cần nâng cao công tác phòng ngừa cháy nổ tại các chợ mùa hành khô. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 10 năm 2024, các địa phương đã tiến hành gọi các thanh niên trong độ tuổi và tổ chức sơ tuyển, làm cơ sở cho công tác khám tuyển gọi nhập ngũ. Công tác sơ tuyển được tổ chức tại trạm y tế các xã, phường, thị trấn. Nội dung sơ khám bao gồm đo chiều cao, vòng ngực cân nặng, kiểm tra dị tật, tiểu sử bệnh truyền nhiễm, chụp ảnh và viết lý lịch. Kết quả sơ tuyển sẽ là cơ sở để lập hồ sơ gọi các thanh niên đi khám tuyển. Đến nay đã có 8 trên 10 huyện, thành phố, thị xã tiến hành sơ tuyển, tỷ lệ thanh niên đến khám đạt trên 80%. Với các thanh niên đi làm ăn xa, Hội đồng Nghĩa vụ các địa phương đã gửi giấy gọi và động viên gia đình thông báo gọi con em mình về tham gia sơ khám bổ sung. Theo kế hoạch, thời gian sơ tuyển cấp xã, phường, thị trấn xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2024, sau đó phát lệnh gọi khám tuyển tại các cụm thuộc tuyến huyện, thị xã, thành phố xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2024, làm cơ sở chốt quân số phát lệnh gọi nhập ngũ. Dự án đường song hành, đường đô thị địa phận tỉnh Hưng Yên thuộc dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội được khởi công từ tháng 11 năm 2023. Sau gần một năm triển khai xây dựng, nhà thầu Lizen đã huy động tối đa nhân lực, máy móc để thi công công trình. Để đảm bảo tiến độ công trình, nhà thầu đã huy động trên 200 kỹ sư và công nhân cùng hơn 60 thiết bị máy móc, các dây chuyển máy để tổ chức thi công. Trên toàn tuyến hiện đang tổ chức 8 mũi thi công tại địa bàn các xã Mễ Sở, Liên Nghĩa, Tân Tiến, Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, xã Hoàn Long, Đồng Than, huyện Yên Mỹ và xã Lạc Hồng, Đình Dù, Lạc Đạo và thị trấn Nghi Quỳnh, huyện Văn Lâm. Đến nay, khối lượng thi công các hạng mục chủ yếu đạt được: đào nền các loại được gần 26 km đạt 100%, công tác trải vải địa kỹ thuật được 14 km đạt trên 58%, đắp cát nền gần 20 km đạt trên 58%, xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm, giếng cát, đào thay đất, trụ đất gia cố xi măng gần 8 km đạt gần 82%. Trên tuyến đã triển khai thi công 1 vị trí cầu, 24 vị trí cống hộp đổ tại chỗ, 20 vị trí cống hộp đúc sẵn, đúc cấu kiện, đúc sẵn cống hộp lắp ghép, tổng giá trị hoàn thành theo hợp đồng trên 277 tỷ đồng, đã giải ngân trên 220 tỷ đồng, đạt gần 88%. Hiện chiều dài toàn tuyến vẫn còn gần 8 km, chưa được bàn giao mặt bằng. Để đảm bảo tiến độ của công trình, chủ đầu tư và các địa phương nơi dự án đi qua cần tập trung giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại để thi công công trình. Sau thời gian chậm lắng kéo dài, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói chung và thành phố Hưng Yên nói riêng bắt đầu ấm lên. Thậm chí giá đất nhiều nơi đã tăng nóng một cách nhanh chóng. Tại 3 phiên đấu giá đất trên địa bàn thành phố từ tháng 8 trở lại đây, giá khởi điểm đưa ra từ hơn 16 triệu đồng đến 20 triệu đồng mỗi mét vuông, song giá chúng đều tăng từ 30 đến 50%, thậm chí có những suất giá chúng cao gấp đôi so với giá khởi điểm. Nhiều người đã ra câu hỏi là có hay không tình trạng tăng giá ảo giá bất động sản trên địa bàn thành phố Hưng Yên và việc sốt nóng đất thành phố có thể gây ra những hệ lụy gì. Trong 2 phiên đấu giá hồi tháng 9 vừa qua, công ty bất động sản Thiên Việt Á trúng 5 lô đất đấu giá tại khu Vivan, xã Liên Phương với giá trúng khá cao. Ngay sau đó, các lô đất này đã được lướt sóng sang tay cho các nhà đầu tư ngoại tỉnh. Ở tại khu dân cư Vivan có suất gốc để chúng tôi đấu với giá là 52 triệu mấy trăm một mét vuông. Chúng tôi trúng vì là rất suất gốc của nó là xuất dạng đất hiếm nên chúng tôi mua một cái giá là bằng được. Nhà đầu tư ở Bắc Linh cũng quan tâm ra đàm phán với chúng tôi là mua cái kênh giá là giao dịch là 300 triệu, còn các lô 38 triệu 900 chúng tôi đã kênh được 150 triệu với 200 triệu là thực tế. Năm 2023, xã Phương Triều đấu giá 84 suất đất. Các suất đất có giá khởi điểm trung bình từ 10 đến 13 triệu đồng một mét vuông, giá chúng cao hơn giá khởi điểm từ 30 đến 40%. Tuy nhiên trong đợt đấu giá cuối tháng 9 vừa qua, các suất chúng đấu giá chỉ từ 1,1 đến 1,3 tỷ năm 2023, nay đã lên 2,6 tỷ một suất ở cùng vị trí tương đương.
ngay những cán bộ thôn xã cũng thừa nhận giá đất chúng đấu tăng cao so với mặt bằng chung. Nó rơi vào khoảng độ sấp xỉ 30 triệu mét vuông, cũng rất là cao, chưa bao giờ mà nó cao đến như vậy. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá đất tại thành phố Hưng Yên nóng lên trong thời gian gần đây. Trong đó có nguyên nhân giá vàng cao, lãi suất thấp nên nhu cầu đầu tư vào bất động sản được quan tâm nhiều hơn. Thành phố Hưng Yên cũng được đánh giá là địa bàn nhiều tiềm năng phát triển. Bên cạnh đó, nguồn cung đất nền dự báo sẽ ngày càng khan hiếm khi luật kinh doanh bất động sản mới cấm phân lô bán nền tại 105 thành phố và thị xã trên cả nước. Trong đó có thành phố Hưng Yên. Tuy nhiên không loại trừ có cả nguyên nhân các nhóm đầu cơ đẩy giá thổi giá đất. Người mua và các nhà đầu tư bất động sản cần tỉnh táo, lựa chọn cho phù hợp với khả năng tài chính và pháp lý để đảm bảo sự an toàn. Tuyệt đối không lao theo các cơn sốt, phong trào đám đông để tránh rủi ro. Chính những người dân của Phương Triều cũng mua hồ sơ, cũng nộp tiền đặt cọc, cũng tham gia đấu giá nhưng không nghĩ đến cái ngưỡng của nhà đầu tư, người ta coi như là đầu tư. Có cái sự chênh lệch như thế thì vấn đề đằng sau đấy là cái việc coi như là trước đây nhà đầu tư đã đầu tư nhưng bây giờ muốn đẩy giá lên cao hơn thì nhà đầu tư coi như là mới tiếp tục coi như là để bỏ cái giá như vậy và chấp nhận có thể là rủi ro. Nhà đầu tư mà đi theo cảm xúc mà không đi học có kiến thức thì người ta sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc ấy, thì sẽ bị giao lưu đám đông, sẽ gây một hiện tượng là bão thông tin, là loạn thông tin và không biết đâu là thông tin chính xác để mà đầu tư là rất rủi ro. Việc giá đất sốt nóng được nhận định là ảnh hưởng không tốt đến thị trường bất động sản của Hưng Yên, ảnh hưởng đến việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng, mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư. Bên cạnh đó, người dân có nhu cầu thật về đất ở trên địa bàn thành phố rất khó tiếp cận để mua được đất. Muốn mua lắm mua vì bởi vì đất của xã mình là đất liền quê hương mình muốn là mua để ở chứ không phải là buôn bán gì. Nhưng sang đến năm nay nó phải gấp rưỡi gấp đôi ý, nên là cao quá nên là không mua được. Nếu mà so với năm ngoái thì giá đất bây giờ nó tăng, ví dụ như chỗ ở hiện tại của mình ấy thì là tăng lên gần gấp đôi đấy. Hai vợ chồng mình là cũng tính mua đất từ rất lâu rồi nhưng mà với cái giá đất mà hiện tại ấy, thì là không biết là bao giờ là mình mới có thể có đủ điều kiện để mà mình mua. Dù đã đấu giá nhiều năm nhưng đến nay hạ tầng điện, nước tại khu dân cư Ngô Xá, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi vẫn chưa được đầu tư xây dựng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Anh Luyến là một trong gần 30 gia đình đã xây dựng nhà ở tại khu dân cư mới thôn Ngô Xá. Khu dân cư không có điện nước sạch để đảm bảo sinh hoạt và phục vụ kinh doanh. Anh Luyến phải đầu tư hàng chục triệu đồng để kéo điện từ khu dân cư khác, lắp đặt thêm hệ thống điện mặt trời, nước sinh hoạt cũng là nước giếng khoan. Bức xúc giãn dân thì ở chỗ nào có điện có nước mà riêng chỗ này nó lại không có điện có nước, cứ nhà nọ này trồng lên nhà kia nên dây dợ như là cây màng nhện ấy. Không may mưa gió chuột bọ nó cắn thì dây dợ nó hở. Không riêng anh Luyến, để có thể làm nhà và sinh sống tại khu dân cư mới này, tất cả người dân đều phải tự kéo điện nước từ khu dân cư khác về. Nhà ra sau nhờ cột điện của nhà ra trước. Mỗi nhà một cột khiến hệ thống dây điện tại đây chằng chịt nguy hiểm. Đa số các hộ phải dùng nước giếng khoan không đảm bảo, một số hộ phải nối dây dài hàng chục mét để lấy nước vào trong bể của gia đình. Một tuần phải bơm 3 lần mới đủ nước dùng. Đồng hồ thì chôn ở tận ở ngoài đường chính kia, còn mỗi lần lấy nước thì phải kéo cái đồng dây nước để vào tận nhà. Cứ một tuần là đi phải đi kéo dây nước dài 4-50 mét kéo vào nhà để cho chảy đầy hai cái bể bình đấy, xong đầu mới dùng cả một tuần. Còn có những nhà thì họ không làm được vậy vì cái đường nước nó xa quá thì họ phải làm xây luôn bể ở bên ngoài hành lang này để họ làm nước lọc. Dự án khu dân cư mới thôn Ngô Xá do Ủy ban nhân dân xã Quảng Lãng làm chủ đầu tư, có diện tích khoảng 1 hectare, chia thành 57 lô đất, được tổ chức bán đấu giá cho người dân từ năm 2018. Ngay từ đầu, khu dân cư này đã không quy hoạch hạ tầng điện nước mà chỉ bán các lô đất cho người dân. Mặt bằng quy hoạch tổng thể của dự án đã được Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên chấp thuận. Người dân mua đất ngay từ ban đầu cũng đã nắm được. Trước những kiến nghị của nhân dân, xã Quảng Lãng đã làm việc với đơn vị cấp nước và điện lực Ân Thi để tìm phương án giải quyết. Chúng tôi cũng đã mời chỗ công ty nước sạch Ngọc Tuấn về làm việc. Hiện nay là công ty nước sạch Ngọc Tuấn là cấp nước, cấp ống cho nhân dân, nhưng cho rằng là Ủy ban nhân dân xã Quảng Lãng phải là hỗ trợ về máy xúc rồi là nhân công.
cái việc đó là chúng tôi cảm thấy rất là vô lý. Cho nên vì vậy là chúng tôi chưa đến đi đến cái thống nhất được. Chúng tôi đã ý kiến với điện lực huyện Ân Thi, và điện lực huyện Ân Thi có hứa là sẽ khảo sát và để lắp đặt điện cho bà con nhân dân. Trong khi các đơn vị liên quan vẫn chưa thống nhất được phương án giải quyết thì cuộc sống của người dân nơi đây vẫn đang bị ảnh hưởng. Nhiều hộ còn tạm hoãn làm nhà để chờ điện nước. Chủ trương sắp xếp mạng lưới trường học đã được huyện Kim Động nỗ lực thực hiện. Việc sắp xếp sáp nhập các trường học bước đầu làm tinh gọn bộ máy, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh và đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Năm 2018, trường tiểu học và trung học cơ sở Mai Động được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai trường tiểu học Mai Động và trung học cơ sở Mai Động. Bước đầu, khi thực hiện sáp nhập hai trường thành một, nhà trường gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, ban giám hiệu đã động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên ổn định tư tưởng, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ phù hợp với từng cán bộ giáo viên. Sau khi sáp nhập, chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng cải thiện. Cùng với đó, trường cũng thuận lợi hơn trong việc tổ chức các hoạt động dạy học. Sau khi sáp nhập thì có rất là nhiều những cái thuận lợi, chất lượng dạy và học được nâng cao lên rõ rệt. Các hoạt động chuyên môn như là các cái sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, các cái hoạt động sư phạm diễn ra rất là tốt và có sự xuyên suốt giữa các cấp học. Nhà trường có thể tận dụng được cơ sở vật chất, tận dụng được giáo viên chủ động trong việc xây dựng và củng cố chất lượng giáo dục, cũng như là xây dựng cái chiến lược dài hơi của nhà trường để có thể nâng cao chất lượng dạy và học nói chung. Chính vì vậy mà sau khi sáp nhập, nhà trường đã có những kết quả hết sức đáng mừng. Đó là những cái kết quả thi vào trung học phổ thông thì nhà trường luôn đứng top 3 trong các trường trong huyện. Tháng 10 năm 2023, trường tiểu học và trung học cơ sở Thọ Vinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường tiểu học và trường trung học cơ sở Thọ Vinh. Sau một năm hoạt động theo mô hình mới, với sự đồng lòng, quyết tâm của ban giám hiệu, tập thể cán bộ, giáo viên, những khó khăn ban đầu dần được khắc phục, hoạt động của nhà trường dần đi vào nền nếp, chất lượng dạy và học được duy trì và nâng cao. Mặc dù là cũng có những cái khó khăn nhất định về cái đặc thù của hai cấp học, về chuyên môn hay là về giờ giấc của hai cấp học, tuy nhiên thì được sự thống nhất, đoàn kết của ban giám hiệu cũng như là của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Vì thế mà nhà trường đã nhanh chóng ổn định và đi vào nền nếp, hoạt động một cách hiệu quả và đạt được những cái thành tích nhất định. Đến nay, huyện Kim Động đã sáp nhập 20 trường tiểu học, trung học cơ sở thành 10 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Việc sáp nhập trường học bước đầu mang lại hiệu quả. Bộ máy trường học bảo đảm tinh gọn, các trường tiểu học và trung học cơ sở có sự chuyển biến rõ nét ở nhiều mặt, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, các trường liên cấp thuận lợi trong việc phân công chuyên môn đối với giáo viên dạy một số môn như tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục thể chất. Với quyết tâm không để ruộng nghỉ, đất trống, mặc dù là địa phương bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 vừa qua, nhưng các hộ trồng cây Vũ Đông ở xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử vẫn tích cực sản xuất và mở rộng diện tích cây trồng. Bà Vũ Thị Ngà tại thôn Sĩ Quý là một trong những hộ trồng cây vụ đông lớn nhất tại xã với diện tích trên 40 mẫu. Bà trồng chủ yếu cây cà rốt, cây dưa lê, dưa chuột. Trận ngập vừa rồi đã làm toàn bộ diện tích trồng cây ngắn ngày của bà gần như mất trắng. Với quyết tâm không để ruộng trống, ruộng hoang, ngay sau bão, bà Ngà đã tích cực cải tạo trồng cây cà rốt để kịp thu hoạch trước dịp Tết Nguyên đán 2025. Vụ cà rốt của tôi thì ví dụ như mọi năm đấy là bây giờ là gieo xong rồi thì đến giáp Tết là thu được, nhưng mà năm nay là nó vì bão riết làm muộn, ngập ngạt thế thì làm muộn thì chắc phải tháng 2 thì mới có nguồn thu. Mọi người là đều gieo vào tầm này hết, người thì cao thì gieo sớm, người ruộng trũng thì gieo muộn thì có khả năng nguồn cung cấp, người bán trước người bán sau. Xã Nguyên Hòa hiện có khoảng 60 hectare diện tích trồng cây ngắn ngày, trong đó có trên 40 hectare sản xuất ngoài bãi sông Luộc với giống cây trồng chủ yếu là cà rốt, dưa lê, bí ngô. Dù ảnh hưởng nặng nề do ngập úng, tuy nhiên người nông dân trong xã đã tích cực xuống đồng để cải tạo, gieo trồng cây vụ đông sắp tới. Hàng ngày như chúng tôi thì rắc kéo hạt, rắc phân, phủ rơm, chọc rơm cho nó tan để bơm nước cho nó cây nó mọc lên sinh trưởng. Cây cà rốt thì trong thời gian 6 tháng mới thu được, phân do mới tỉa hai lần mới thành cây cà rốt. Đối với hội nông dân xã Nguyên Hòa thì ngoài các cái dịch vụ cung ứng phân bón trả chậm cho hội viên nông dân, ủy thác với các ngân hàng nông nghiệp, rồi ngân hàng chính sách xã hội, rồi quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, hộ nào có nhu cầu vay vốn thì sẽ giúp để các hộ vay vốn để phát triển tái sản xuất lại.
Cùng với nỗ lực của người nông dân, xã Nguyên Hòa cũng định hướng người dân tích cực chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây vụ đông ngắn ngày giá trị cao. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, hiện các nhà vườn làng nghề quất cảnh xã Bình Minh và xã Đông Tảo, huyện Khói Châu đang khẩn trương thực hiện các biện pháp chăm sóc diện tích quất còn lại sau bão nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường Tết năm nay. Làng nghề quất cảnh thôn Thiết Trụ, xã Bình Minh và làng nghề quất cảnh thôn Dũng Tiến, thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo được coi là thủ phủ trồng quất tại huyện Khói Châu. Do ảnh hưởng của bão số 3 gây mưa lớn khiến nhiều diện tích trồng quất cảnh của xã ngập úng dài ngày, khiến hàng chục hecta quất tại xã Bình Minh, Đông Tảo già chạch, ra hoa chậm. Nhiều vườn bị thiệt hại lớn do quả không đủ thời gian sinh trưởng chín kịp đúng dịp Tết. Tuy nhiên, với kinh nghiệm làng nghề, thời điểm này các hộ trồng quất cảnh tích cực chăm sóc những cây còn sống để có nguồn quất cảnh phục vụ thị trường Tết năm nay. Hiện các nhà vườn đang tập trung cắt tỉa, vừa chăm sóc để đảm bảo lá xanh đẹp, quả to, căng bóng, vừa tạo thế cho cây phát triển để kịp xuất bán dịp Tết. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành văn bản số 3139 về đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với phương tiện giao thông điện sử dụng pin li-ion. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các quy định yêu cầu về trang bị ứng dụng hệ thống phòng ngừa, cảnh báo và hỗ trợ an toàn trên các phương tiện giao thông sử dụng pin li-ion, tăng cường công tác quản lý, thiết lập hệ thống kiểm tra và chứng nhận về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe điện, cả xe nhập khẩu và xe trong nước, khuyến khích phát triển các đơn vị thử nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm liên quan đến xe điện, trạm sạc và các phương tiện phục vụ xe điện, phát triển hệ thống giao thông đường bộ đảm bảo phục vụ chữa cháy, tăng cường công tác quản lý thị trường xe điện, pin xe điện, có giải pháp đối với phương tiện không đảm bảo chất lượng trên thị trường, có chế tài xử lý nghiêm đối với cá nhân tổ chức kinh doanh sửa chữa xe điện không đáp ứng quy định, tuyên truyền phổ biến nâng cao kiến thức của tổ chức cá nhân về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình sử dụng pin li-ion, trang bị các trang thiết bị để chủ động chữa cháy có hiệu quả đối với đám cháy phương tiện giao thông sử dụng pin li-ion. Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy nổ, trong đó sự chủ quan, lơ là cộng thêm sự bất cẩn cũng là phần nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy nổ xảy ra trong thời gian qua. Đây là hình ảnh cháy chợ dầu, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên vừa xảy ra chiều ngày 24 tháng 10 năm 2024. Không thiệt hại về người nhưng vụ cháy làm hư hỏng 20 ki-ốt bán hoa quả, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Đáng nói, khu chợ này nằm độc lập, không gian thoáng đãng nhưng chỉ vì sơ suất nhỏ trong quá trình hàn xì, sửa chữa, gian hàng mà dẫn đến hỏa hoạn. Do một hộ hàn lại cái cửa nó vênh, thế là nó bắn vào xốp, thế là từ cái xốp là nó bùng cháy. Nằm giữa trung tâm chợ xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, khu nhà 2 tầng này được xây trên vị trí của 24 ki-ốt đã bị cháy xảy ra cách đây hơn 2 năm. Dù chưa được hoàn thiện hẳn, nhất là hệ thống phòng ngừa, thiết bị chữa cháy dường như chưa có gì, nhưng ban quản lý chợ là công ty cổ phần đầu tư thương mại Phát Lộc vẫn cho các tiểu thương dọn hàng vào để kinh doanh. Ngày xưa em cũng bán ở đây xong cháy thì mới chuyển tạm lên trên phòng cháy, thì mới xuống đây thì cũng chưa chuẩn bị được cái gì. Đáng nói là việc ban quản lý chợ mà chính các tiểu thương tại đây nhận thức về công tác này cũng còn rất hạn chế, dẫn đến chủ quan thờ ơ với công tác phòng cháy. Nguy cơ cháy nổ là ngày xưa là cũng cứ bạt biết nhiều ấy, do điện lõm nó chập thì nó cháy điện. Thế bây giờ thì bên kia bên ban quản lý chợ người đang sửa sang rồi, điện dây điện thay rồi, nó cũng đảm bảo rồi, mỗi một nhà một cái tự ngắt rồi. Bên ban quản lý chợ cũng bảo là mỗi nhà phải mua lấy 2 cái bình, có nhà thì mua rồi, có nhà thì chưa. Nhà tôi thì cũng chưa mua. Còn tại chợ Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, dù chưa từng xảy ra cháy nhưng cũng đã đầu tư hàng tỷ đồng cho hệ thống phòng cháy chữa cháy gồm bể nước 300 khối, hệ thống máy bơm, hệ thống chuông báo cháy tự động, vòi phun tự động khi xảy ra cháy. Tuy nhiên, tại các khu cận kề có hàng chục hộ kinh doanh kết hợp nhà ở, các hộ này ở san sát nhau, kinh doanh toàn đồ dễ cháy, cùng với đó là kinh doanh đồ ăn phải sử dụng nguồn cháy hàng này, nguy cơ cháy rất cao. Chúng tôi cố gắng động viên bà con là nhận thức về cái chương trình an toàn cháy nổ, cố gắng phòng cháy. Chúng tôi đã thành lập được 7 tổ liên gia và các hộ cũng đã có các cái bình phòng cháy chữa cháy.
Thực tế trên đây cho thấy công tác phòng cháy chữa cháy ở một số chợ hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn chưa được chú trọng. Trong khi đó, chợ nào cũng có hàng chục đến cả trăm kiosk kinh doanh các mặt hàng dễ cháy như quần áo, vải, giấy. Hiện đã bắt đầu bước vào mùa hanh khô và trong điều kiện thời tiết này thì nguy cơ cháy là rất dễ xảy ra. Vì thế, công tác phòng ngừa là vô cùng quan trọng và luôn phải đặt lên hàng đầu. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.